Chào các bạn, tôi là Văn Nhật và trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm video hiệu ứng tuyết rơi hoặc là khói bay. Thì theo như yêu cầu của một số bạn cũng như là bác Nguyễn Tuấn Kiệt có yêu cầu tôi làm cái video hướng dẫn này. Thì trong bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Adobe Premiere để thực hiện. Đầu tiên các bạn sẽ vào YouTube và gõ cái video tuyết rơi, video background. Background tuyết rơi. Gọi video background tuyết rơi thì nó sẽ ra cho vào một số cái kết quả tìm kiếm như này. Thì đối với các cái video màu xanh này thì các bạn không tải về vì nó sử dụng cho Photoshop là chủ yếu. Ở đây mình sử dụng trên AE hoặc là Premiere thì các bạn sẽ sử dụng các video background như này, có màu đen ha. Các video background có màu đen như này. Đấy. Và các bạn tiến hành tải về. Thì sau khi tải về xong thì các bạn sẽ mở Premiere lên để thực hiện. Rồi, sau khi mở Adobe Premiere thì nó sẽ có giao diện như này. Các bạn cho vào New Project. Ha. Ở đây các bạn sẽ đặt tên cho nó là tuyết rơi một đi. Rồi các bạn chọn chỗ thư mục lưu, Browse, chọn laptop chẳng hạn, select folder. Chọn OK. Các cái thông số này thì các bạn để yên, không không có hiệu chỉnh gì ha, chọn vào OK. Rồi. Ở đây nó sẽ tạo ra cho ta một cái project như này. Thì các bạn sẽ import vào, kích chuột phải và chọn là import hoặc click đôi vào để đưa cái video background vào. Đây, video tuyệt rồi. À, khói bay gì đó cũng được. Tiếp tục đưa vào cái hình ảnh. Ở đây tôi sẽ sử dụng hình ảnh này để thực hiện. Rồi. Các bạn sẽ tạo cho tôi một cái sequence bằng cách click chuột phải chọn vào là hoặc là click vào đây ha. Đấy, sequence. Click chuột phải chọn vào new item, chọn vào sequence. Ở mục này thì các bạn sẽ chọn cho tôi ở trong cái ô là digital SLR ha. Thì trong mục này các bạn có thể chọn cho tôi làm nếu như các bạn muốn chất lượng 1080 thì các bạn chọn cho tôi là 1080 30 frame trên giây. Đối với 720 thì các bạn chọn là 720 60 frame trên giây. Đối với một số bạn mà muốn chất lượng thấp hơn thì các bạn có thể chọn xuống 50 hoặc 24. Thì tôi muốn cái video mình mượt hơn thì tôi chọn 60 ha. Chọn OK. Rồi. Việc đầu tiên là các bạn sẽ kéo cái hình ảnh này thả sang bên này, kéo dài ra ha. Để có một hiệu ứng. Tiếp tục là mình sẽ kéo cái video này thả 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 sang đây. À, mình sẽ cho phần nó nằm trên cái lớp hình ảnh này, cái video nằm trên hình ảnh ha. Cái này thì xóa đi cũng được. Rồi các bạn kéo cái hình ảnh này ra bằng với cái video background này đấy. Nếu như nó dài hơn thì các bạn sẽ di chuyển chuột vào đây và kéo nó ngắn lại vừa bằng. Các bạn có thể bấm play cho nó demo xem trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tắt cái lớp màu đen này ra bằng cách các bạn sẽ vào cho tôi là cái mục là Effects Control hoặc là vào Windows chọn vào Effects Control ha. Thì nó sẽ ra ra cái mục này. Các bạn kích vào trong cái ô là Opacity á. Đó, mở rộng cái Opacity này ra. Các bạn chọn cho tôi cái chế độ hòa trộn là Screen. À, screen. Đấy. Rồi ở đây các bạn sẽ bấm play để xem trước. OK, đối với các hiệu ứng khác thì tôi sẽ demo tiếp bằng cách là tắt con mắt này. À. Ví dụ như là cái hiệu ứng này đi. Tương tự là chọn Effect Control này. Chọn đóng cái lớp à, chọn đóng cái lớp video này. Và chọn là screen ha. Đấy. Nếu như cái này ngắn
thì các bạn sẽ kéo cái hình ảnh này bằng bằng với cái lớp video, lớp hình ảnh bằng với lớp video ha, chọn vào play để xem đấy. Ok, rất là đẹp, rất là phiêu. Rồi sau khi như vậy xong thì các bạn có thể xuất cái file này ra. Rồi, để xuất cái file này ra. Rồi, các bạn vào file, chọn vào export, chọn vào media, ha. Cái này thì nhiều người người cũng biết nhưng mà người ta không có hướng dẫn, hoặc là hướng dẫn nó không có tường tận đâu. Cái mục này thì các bạn chọn cho tôi mục là H264. Rồi output name thì các bạn tìm cách vào đây. Tạo cho nó mục, đặt cho nó một cái tên, ví dụ như là tuyết rơi. Ok, mục. Chọn chỗ lưu là desktop luôn ha, chọn save. Ở đây tôi không sử dụng audio cho nên tôi tắt audio luôn. Rồi. Rồi các bạn những cái thông số này thì các bạn không không hiểu trận nhiên liệu này, chọn export. Và đợi. À, đối với Premiere thì nó sẽ xuất ra cái file nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ trong hơn đối với so với sử dụng ProShow. Mình thấy một số bạn sử dụng ProShow thì cái hình nó sẽ bị mờ mờ vì do các bạn giảm opacity chứ không phải là tắt tắt màu đen ra. Còn đối với AE hoặc là Premiere thì nó sẽ tắt hoàn toàn màu đen ra chứ không phải là giảm opacity. Cho nên nó sẽ xuất ra cái hình rất là trong, rất là đẹp. Về hồi nãy thì cái hình này thì các bạn nên sử dụng phần mềm nào đó để crop lại tỷ lệ là 1280 hoặc là 1920 nha. Để cho nó phù hợp với cái tỷ lệ của video. Rồi, như vậy là mình đã xuất file xong thì mình sẽ được một cái file video ở ngoài màn hình desktop. Đâu rồi? Xuất file hả? À, tuyệt rồi, ok. Đấy, các bạn sẽ được một file như này. Ok à, bây giờ tôi sẽ đưa vào Camtasia và tiến hành thêm nhạc và kéo dài ra thêm video. Các bạn mở phần mềm Camtasia. Import. Đưa cái video này vào và đưa đưa một cái âm thanh vào. Ở đây tôi sẽ kéo âm thanh hạ xuống. Này. Rồi. Kéo video thả xuống. Những bạn nào làm video dài thì các bạn có thể copy video này ra bằng cách là click chuột phải chọn vào copy hoặc là bấm Ctrl C. Và các bạn kéo cái này thả dán ở đây. Thì thông thường người ta làm một cái video background thì nó sẽ cuối cái đầu này sẽ cuối cái video này sẽ là đầu của video kia cho nên cái đoạn tiếp chuyển có video nó sẽ không bị giật lag. À, còn nếu như một số cái video mà người ta làm không chuyên nghiệp thì các bạn có thể nó sẽ bị giật lag ở cái đoạn này. Thì các bạn có thể cắt bớt cái đuôi này. Đấy, ví dụ như cắt ngắn bớt một tí ha. Đây tôi sẽ demo cho bạn xem này. Đấy, nó sẽ bị giật. Nó sẽ bị giật ở đoạn nối cho nên tôi sẽ xóa xóa cái này đi. À, tôi sẽ xem là cái phần này ha, phần cuối. Đấy thì các bạn có thể cắt ngắn bước một một đoạn, cắt ngắn bước một đoạn ở đây bằng cách là chọn vào phím 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 tắt tắt này, kéo này rồi ngang đây đi. Rồi, tắt ra và xóa 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 cái đoạn sau cùng này ha. Tiếp tục copy cái này ra và thả dán vào đây. Rồi các bạn xem lại ha. Đấy, đoạn cái đoạn tiếp chuyện này nó rất là mượt. Ok. Các bạn muốn dài thì cứ copy nhân đôi lên. Đấy, copy dán. Đấy. Cho đến khi nào nó đủ trong cái phần âm thanh của các bạn thì thôi. Và phần cuối nếu như nó còn thừa thì các bạn có thể kéo ngắn lại. Đấy. Đó, vừa bằng với cái âm thanh. Ha. Rồi, demo xem cái thành quả.
Ok, sau khi hoàn thành như vậy thì chúng ta đã ra được một thành phẩm rồi. Ở đây tôi sẽ xuất cái file này ra. Chọn là 720 ha. Rồi. Cho này, product and share này, 720 net. Chọn mục desktop này. Đây là hoàn thành ha. Tiếp video. Tuyết rơi. Hoàn thành. Chọn sale. Finish. Ok, như vậy là chúng ta đã ra được thành phẩm. Thì như các bạn thấy hay thì có thể like, subscribe để đăng ký Nhật Photoshop để ủng hộ cho kênh Nhật Photoshop nha. Thì kênh này thì mình đăng lên để chia sẻ các cái kinh nghiệm cho mọi người thôi, chứ không có gì cả. Các bạn có thể vào đây like và đăng ký kênh. Và cuối bài này thì tôi sẽ mở cái video này để cho các bạn xem thành quả. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.